Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Tokyo Live. Và hôm nay thì cậu Vàng sẽ giới thiệu anh em một tựa game mobile vừa mới ra mắt, có tên gọi là Nhà hàng thú cưng. Một tựa game mô phỏng nhà hàng. Nó sẽ tương tự như kiểu game tiệm lầu đường hạnh phúc ấy mọi người. Tuy nhiên thì thay vì là người nhân vật chính ta là người, thì chúng ta sẽ có những cái loài động vật dễ thương. Đấy, tên game là Nhà hàng thú cưng nha mọi người nhá. Thì nó chơi tương tự thôi, các bạn sẽ quản lý một cái nhà hàng như này. Các bạn sẽ dần dần nâng cấp phát triển, mở rộng cái nhà hàng của các bạn ra. Chúng ta sẽ có các cái món ăn ở đây. Đầu tiên là những cái món ăn cơ bản thôi. Rồi, các bạn hãy đặt tên cho nhà hàng của mình nhá. Mình sẽ đặt tên là Nhà hàng Cậu Vàng. Đấy, đặt thế nào thì tùy mỗi người thôi. Rồi chúng ta sẽ vào nhà kho này. Các bạn cũng có các cái nguyên liệu để các bạn có thể chế biến món ăn, ghép những cái nguyên liệu giống nhau với nhau để ghép lên. Nó sẽ gồm các cái vị là chua, cay, mặn, ngọt, đắng. Đấy, mình sẽ bấm vào này. Đấy, mình sẽ bấm vào. Bấm hết nhá. Rồi các bạn ghép vào thôi. Nó sẽ có thời gian phục hồi thì bạn ghép vào đây này. Đó. Cứ giống nhau thì các bạn ghép vào. Cứ giống nhau thì ghép vào cho mình. Đơn giản là vậy thôi. Cái này thì bạn nào mà đã từng chơi những con game tương tự, đặc biệt là tiệm lầu đường hạnh phúc, thì sẽ thấy cực kỳ nó quen thuộc luôn. Mình thấy là cái con nhà thú cưng này nó chơi y hệt à, nó cũng không có sự khác biệt gì nhiều. Đấy, thì mọi người có thể tham khảo. Rồi, ghép này. Đấy, cứ ghép những nguyên liệu giống nhau vào, nó dần nâng cấp dần dần lên. Rồi, thì tiếp tục nhá, đây có khách vào này. Đấy, khách này các bạn order, hiện tại thì chưa có nhân viên. Đấy, các bạn sẽ order món ăn. Đấy, rồi. Nhà bếp nó sẽ thực hiện món ăn này. Vì là chưa có nhân viên nên mọi thứ là mình đang phải bấm bằng tay. Sau này có nhân viên thì mọi thứ nó sẽ tự động ấy, thì mình sẽ rảnh tay hơn rất là nhiều luôn. Đây, đang đợi món ăn lên nhà khu vực nhà bếp này. Cái cách bố trí giao diện các thứ thì con game này nó y hệt tiểu lộ đường hạnh phúc anh em, không khác gì cả. Đấy, chúng ta sẽ kết hợp với việc làm nhiệm vụ nhá để nâng cấp nhà hàng, cửa hàng các bạn lên. Hiện tại là cửa hàng mình đang có một nhà hàng một sao cấp C. Đấy, mình sẽ nâng cấp lên. Phải nâng cấp và mở rộng ra thì các bạn sẽ có thêm khách. Ví dụ mua thêm bàn ăn rồi nâng cấp các cái trang trí các thứ rồi mở khóa các món ăn mới thì dần dần thì nhà hàng của bạn mới phát triển được. Đón lượt khách đầu tiên. Đấy, đợi khách ăn xong thì chúng ta sẽ đi thu tiền. Đây có phần sáng tạo này, các bạn có thể đổi ra các món ăn. Đây có phần thực đơn nhá. Thực đơn này bao gồm là thực đơn các món ăn đặc trưng và những cái món ăn thông thường. Thông thường thì nó sẽ chia ra món khai vị, món chính, món phụ rồi món tráng miệng. Đấy, các thứ nó đầy đủ luôn. Đây, khách đến này, tính tiền này, xác nhận. Đấy, sau đấy chúng ta sẽ dọn bàn để đón lượt khách tiếp theo. Hiện tại mình có một bàn thôi anh em ạ. Hiện tại là mình mới có một bàn thôi. Đấy, kết hợp với làm nhiệm vụ nhau, đi mua ghế cũ này. Chúng ta mở khóa mua ghế cũ để cho khách ngồi chờ bên ngoài. Đấy, dần dần tuyển dụng tôm. Bây giờ chúng ta sẽ cần đây, nhân viên thì có là nhân viên bồi bàn này, nhân viên thu ngân này, phụ bếp, đầu bếp và lễ tân. Đấy, các bạn thấy nhân vật chỉ là những cái chú động vật nhìn rất là dễ thương đúng không? Chú mèo rất là dễ thương. Thì chúng ta sẽ cần 5.500 tiền cơ à. Đó, chúng ta sẽ phải đợi nhá. Ồ, 5.500 tiền mọi người ạ. Không biết có quà gì không? Đây, các bạn này nhận thưởng này. Đấy, các bạn này xem quảng cáo để nhận thưởng thêm nhá. Các bạn muốn nhanh thì các bạn này nạp tiền vào, hoặc là xem quảng cáo các thứ. Đây, chúng ta có thể nhận thưởng này. Đấy, đây là quà miễn phí này, còn các cái cửa hàng đây các bạn, thậm chí là gacha thứ thì các bạn để quay phần quà hoặc là xem quảng cáo thứ này nọ. Đấy, đồ ăn xong rồi này, hiện chưa có nhân viên là mình cứ phải bấm bằng tay mọi người ạ. Đấy, lại phục vụ cho khách hàng thân yêu và dần dần nói chung là nếu bạn nào đã từng chơi tiệm lầu đường hạnh phúc rồi ấy, thì con game này nó tương tự nhá mọi người nhá, y hệt luôn, không khác gì đâu, chẳng qua là khác cái chủ đề game thôi. Đấy, thay vì là người thì là những cái động vật, ngoài mèo ra các bạn thấy có vịt này, có hổ này, có thỏ này, thứ này. Ôi, khách lâu quá, khách bỏ đi rồi mọi người thấy không? Hiện tại thì nhà hàng mình thực sự là rất là đơn sơ đơn giản đấy, nên là chưa thể đón khách được nhiều khách. Và sau này các bạn có thể có thêm 4-5 bộ bàn ghế thì khách nó vào nườm nượp. Lúc đấy mọi sẽ mệt hơn. Tất nhiên là lúc sau đấy thì anh em có nhân viên các thứ thì nó sẽ dễ dàng hơn. Đây, 4.100 rồi này. Và đây thì cứ phải đợi làm nhiệm vụ thôi. Mình chưa có đủ tiền để có thể mua thuê được tôm, mèo tôm. Đây, các bạn này xem quảng cáo. Đó, các bạn này xem quảng cáo để nhận thưởng nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ đón cái đợt khách tiếp theo nhá. Mình định xem quảng cáo nhưng mà có vẻ là mình đang chơi bằng giả lập, nó bị phòng cái quảng cáo nó bị đơ ấy, mình cũng không xem quảng cáo để lấy tiền nhanh được. Thôi được rồi. Đấy, nhưng mà về cơ bản thì các bạn thấy game nó cũng tương tự thôi nhá. Đấy, chúng ta có thể nâng cấp mua các cái bàn ghế đồ nghệ. Từ từ mình đi đón khách đã. Đấy, khách order này. Bít tết bò nướng. Rồi.
Đây, phần cửa hàng nâng cấp này, các bạn này nâng cấp ngoài trời nhá. Đấy, sau này mở khóa thêm này, đại sảnh này, khu vực nhà bếp này, rồi sau này có cả phòng VIP nữa, các bạn này mở ra. Cái này phải lên nhà hàng 2 sao cấp C thì nó sẽ mới mở ra anh em ạ. Đấy, đợi chế biến món ăn này. Đó, chúng ta sẽ đợi chế biến và hoàn thành cái món ăn để các bạn này trả cho khách của mình. Tiếp tục. Đó, thấy game nó rất là đơn giản, dễ thương đúng không? Quan trọng là cái phần sáng tạo này, các bạn thể chế lên đồ ăn đấy. Đấy, đang hết thời gian rồi. Này, các bạn để xem mà bỏ kim cương ra nhá, để làm mới. Cứ mình bỏ ra là 6 kim cương thì nó sẽ reset lại một cái vị gì đó. Nhưng mà hết năng lượng rồi mọi người ạ. Đó, các bạn thấy không? Nói chung là các bạn sẽ phải tính toán làm sao để cho nó hợp lý nhất. Và thật ra game này thì nó sẽ chơi nó hơi tốn thời gian một tí nha. Mình thấy là sẽ, nếu mà chơi thông thường thì nó, các bạn chơi thông thường thì nó sẽ hơi mất thời gian một tí. Nhưng mà bù lại thì có thể là các bạn sẽ chơi theo kiểu là giải trí vui vẻ thôi, thì cái vấn đề chờ đợi thì nó không phải vấn đề gì. Thậm chí là các bạn hoàn toàn có thể, sau này có nhân viên rồi, các bạn hoàn toàn có thể treo máy được. Tức là các bạn out ra ngoài thì nhân viên nó vẫn sẽ tự phục vụ. Còn lúc này mà, lúc đầu này này mà chưa có nhân viên mà các bạn thoát ra ngoài là coi như là không được cái gì nha anh em nhá. À, đây là một cái điều các bạn cần lưu ý. Đó, khi nào các bạn có nhân viên phục vụ rồi thì các bạn hoàn toàn có thể, ví dụ là tắt máy, đi làm việc khác, thứ thỉnh thoảng quay lại check game mình được. Nhưng mà hiện tại là mình chưa có nhân viên phục vụ gì cả, chưa có lễ tân, chưa có đầu bếp các thứ để tự làm, tự nhận order này, tự nấu ăn các thứ, thì mọi thứ là mình sẽ phải hiện tại là mình đang phải bấm bằng tay khá là nhiều. Thì sau này mình có thể ấy sau. Đấy, rồi chúng ta lại nâng cấp này. Đấy, đợi khách ăn xong, khách vào càng nhiều thì thu hoạch doanh thu của bạn càng lớn nhé mọi người nhé. Đây, hiện tại món ăn thì mình thấy là chỉ có những cơ bản pizza này, bít tết bò nướng, rồi món, một số món kiểu món khai vị, món đặc trưng, vịt ngũ sốt cherry các thứ. Nhận thưởng này, xác nhận này. À, thêm một đầu khách nữa là mình đủ tiền mình thì mình có thể thuê thêm nhân viên bồi bàn để giúp mình gọi là nhận order của khách các thứ, hoặc là dọn bàn các thứ nó dễ hơn. Sau này thì mình kiểu như là nếu lại có thêm bàn ghế các thứ thì mình lại phải thuê thêm nhân viên. Đây các bạn, ví dụ như bồi bàn là có 2, 4, 6 người, tổng cộng 6 người. Đấy, mình có thể, sau này mình có doanh thu rồi thì mình có thể gọi là mở rộng tiếp cái quỹ cửa hàng, cái cửa hàng của mình lên. Đấy, mở rộng dần dần lên. Thì đơn giản vậy thôi, nói chung là cũng game nó cũng có không gì phức tạp cả. Dành những bạn nào thích dạng game mô phỏng quản lý nhà hoàng thì mình nghĩ là cái con nhà hàng thú cưng này cũng rất là hợp lý. Cảm ơn anh em đã do bên này của cậu vàng nhé. Bảo thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như subscribe cho kênh Tokyo Online. Cảm ơn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye.